mới đi chợ về, mình mua được măng tươi nè. Măng này là măng gọi là măng gì, măng mịch tâm hay măng gì mà nó to to đó, nó màu đen ở ngoài, mình mới gọt vỏ hết mấy cái lông đi hết rồi. Bây giờ mình sẽ đi xách ra, thì ở California mình á mà mua được cái măng tươi này thì chỉ có năm nay mới có thôi, chứ mấy năm kia là không có ha. Và mình rất là thích ăn măng, thì bây giờ mua được măng thì măng tươi này sẽ làm món gì ngon. Thì mình thích ăn măng tươi, măng chua, nấu canh chua măng với cá thì rất là thích. Thì hôm nay mình sẽ làm món canh chua, canh măng với lại giò heo. Đây mình có giò heo đây, nhưng mà giờ trước tiên mình phải đi chẻ cái măng này mình ngâm, và mình phải đi trụng sơ nó qua nước sôi á, rồi mình mới nấu canh. Cho nên giờ mình sẽ chẻ măng này. Mọi người có măng tươi thì làm gì ngon anh chia sẻ với mình nha. Thì mình chỉ thích nấu canh măng với lại giò heo. Tết mà có nồi canh này á, thì ngon lắm. Nhưng mà bây giờ là ngày thường mình cũng mua mình ăn luôn, và lâu lâu mới có chứ không phải lúc nào cũng có, cho nên đi mua được thì rất là vui. Thì hôm nay mình xin chia sẻ với mọi người, mời mọi người cùng theo dõi video chia sẻ về món canh măng tươi hầm giò heo của mình nha. Nếu mọi người thấy thích thì xin hãy ủng hộ mình bằng cách là đăng ký kênh, rồi chia sẻ cho mọi người cùng xem. Ở cuộc sống Mỹ mình hay chia sẻ về cuộc sống Mỹ, rồi ăn uống, nấu ăn ở nhà mình hôm nay ăn món gì thì mình chia sẻ lại với mọi người coi cho vui. Cái khúc này chắc nó hơi bị già nè, mình phải cắt đi. Thì mình sẽ chia sẻ lại với mọi người chứ nó già đó mọi người. Nào non thì mình mới ăn nó mới ngon ha. Măng này mua heo lắm, để mọi người theo dõi hết video mình sẽ chia sẻ với mọi người coi là cái măng này mình mua hết bao nhiêu tiền nha. Bây giờ trước tiên thì mình sẽ chẻ, chút nữa mình sẽ quay trở lại với mọi người nha. Thì đây là măng của mình mới bào xong. Bây giờ mình sẽ đi bắt một cái nồi lên để mình trụng, mình sẽ luộc nó để cho nó bớt cái chất đắng và chất độc ha. Thì nói chung ăn măng á, nó ngon miệng thôi, chứ còn mình nghe nói là chất bổ trong cái măng là nó không có, không hề có. Cho nên người khỏe thì mới nên ăn măng, còn những người yếu yếu, mấy người già đau hay bị đau nhức thì không nên ăn măng. Đó là mình được nghe biết là như vậy đó, nhưng mà mình lại thích ăn măng lắm. Rồi bây giờ mình sẽ đi trụng giò heo nè. Giò heo này mình đã rửa sạch rồi, và bây giờ mình sẽ đi trụng nước sôi cho nó hết sạch bọt đi để mình nấu canh hầm ha. Thì măng này mình cũng đi trụng cho hết đắng rồi, mình sẽ quay trở lại với mọi người khi nào mình trụng xong nha. Măng mình đã trụng được 15 phút rồi nè mọi người. Mọi người thấy tự nhiên nước măng hồi nãy măng trắng tinh ha, bây giờ nó ra vàng vàng, cái nước măng nó cũng vàng vàng đó, là nghĩ là cái nước đó làm cho đắng đó. Và bây giờ mình nghĩ là được rồi, mình đã thử miếng măng nó không còn nhẫn giống như lúc đầu nữa, thì bây giờ mình sẽ đổ ra và rửa để mình đi nấu canh ha. Đây là giò heo mình cũng đã trụng xong rồi, và bây giờ mình sẽ bắt lên mình sẽ nấu. Mình hầm giò heo cho nó mềm, rồi mình sẽ thả măng vô, để măng mình đã luộc chín rồi cho nên rất là lẹ. Giờ mình cần măng giò heo hầm măng thì cần cái giò heo nó mềm một xíu ha. Giờ mình đi bắt nồi mình nấu giò heo. Mình nấu canh đã sôi, thì đây là giò heo, và mình có hai cái củ hành tím này là mình đã nướng lên rồi. Mình sẽ bỏ vô chung hầm cho nó thơm cái giò heo và thơm cái nước canh của mình ha. Đây, mình sẽ nấu ở đây, khi nào mà giò heo mềm thì mình sẽ bỏ măng vô. Mà trong nước này thì mình sẽ nêm muối, đường, bột ngọt và nước mắm ha. Cái nước canh này mình nấu khi mình hầm thì có bọt, cái mình hớt cho nó được trong nước và hớt những cái mỡ của giò heo nấu nó ra ha. Và bây giờ mình cảm thấy là cái giò heo của mình nó đã mềm rồi, thì mình sẽ bỏ măng vô và mình hầm thêm 15 phút nữa. Đây, măng này mình đã rửa sạch và để ráo nước ha. Thì bây giờ mình sẽ bỏ vô đây, mình sẽ hầm cho nó
thêm 15 phút nữa và mình sẽ nêm nếm lại. Trong đây thì mình đã nêm muối, đường, phèn và một xíu bột ngọt. Cuối cùng thì mình mới nêm nước mắm ha. Mình nấu canh là hay vậy lắm. Có ai nấu giống mình không? Giờ mình sẽ vặn lửa lớn lên và cho nó sôi. Đôi nồi canh măng của mình đã chín rồi mọi người ơi. Bây giờ mình sẽ nêm lại một lần nữa coi coi vừa ăn chưa ha. Thì mình thấy nó còn hơi lạt với lại cái vị của mình. Mình sẽ nêm xíu muối và một xíu nước mắm. Đó, có nước mắm đó thì nó mới nêm sau cùng thôi mọi người. Rồi mình thấy là cái khói nó lên nó làm mờ hết camera rồi. Cái gân heo của mình nó mềm, nó nở rồi nè. Rồi mình sẽ tắt bếp và mình nêm tiêu, nêm hành ngò vô là xong một cái nồi canh măng rất là ngon luôn. Và rất là vị, rất là vừa rồi. Bây giờ mình sẽ rắc tiêu vô ha. Có tiêu trắng thì nêm tiêu trắng, có tiêu đen nêm tiêu đen. Và hành ngò thì mình sẽ múc ra tô và mình nêm sau, chứ mình không muốn nêm trong đây, vì nêm trong đây nó sẽ chín luôn á. Cho nên mình sẽ tắt bếp nè và mình múc ra tô ăn thôi. Và đây là tô canh măng của mình. Thì canh măng giò heo mình sẽ ăn kèm chấm với lại nước mắm ớt. Măng nghe nói là nó rất là kỳ ớt, mọi người có thử bao giờ chưa? Ăn nó cho chấm vô ớt là nó sẽ cay hơn là bình thường các món khác ha. Thì hôm nay mình xin chia sẻ với mọi người món canh măng giò heo, canh măng tươi ở Mỹ. Thì mình cũng xin chia sẻ mọi người là ba cái bục măng mình mua hồi nãy là mọi người biết bao nhiêu tiền không? Là tới 32 đồng đó mọi người. Ở đây họ bán 6 đồng mấy, 7 đồng một pound. Coi như 32 đồng cho là 3 lần 2 là 6 đi. Mình tính ra tiền Việt Nam chắc khoảng 600-700 ngàn tiền cái nồi canh măng, cái măng không của mình ở đây mọi người. Giò heo thì nó không có mắc lắm, nhưng mà cái măng thì nó mắc ha mọi người. Đó, mình xin chia sẻ với mọi người một chút xíu. Ở xa quê thèm cái món canh măng á thì ăn á, lâu lâu mới ăn thôi, chứ so với mình như vậy thì nó mắc quá mọi người. Măng thôi mà, nếu mà món gì mà nó bổ, ăn tốt cho sức khỏe thì nó mắc cũng được. Còn măng thì mình ăn chỉ có ngon miệng thôi, chứ còn mà bảo ăn mà tốt cho sức khỏe thì mình không có thấy là như vậy. Vậy là hôm nay video này mình xin kết thúc ở đây và hẹn mọi người vào video clip tiếp theo của mình nha. Xin mến chúc tất cả mọi người luôn vui khỏe và bình an. Nếu thấy thích thì xin hãy cho mình một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần cho mình làm những cái video clip tiếp theo nha. Xin kính chào, bye bye.